chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, 4 thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA. Thứ nhất, kính thiên văn Chandra. Kính thiên văn Chandra được phóng vào vũ trụ nửa cuối năm 1999 và là thiết bị đóng vai trò quan trọng trong sự mệnh chinh phục không gian của NASA. Trong suốt 15 năm hoạt động, Chandra đã cung cấp cho nhân loại một cái nhìn toàn cảnh độc đáo về vũ trụ. Đây được coi là một trong số những thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử của NASA. Thứ hai, Freedom 7 và sứ mệnh đưa người Mỹ đầu tiên bay vào không gian. Ngày 5 tháng 5 năm 1961, Alan Seabass rời trái đất và chính thức trở thành phi hành gia Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ. Crest of its historic achievements in space. And Houston, Atlantis is in a roll. Roger, roll. Houston is now controlling. The roll maneuver is complete. Atlantis is in a heads-down position on course for a 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit. Cũng cần lưu ý rằng Seabass không phải là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Đó là thành tựu lớn của phi hành gia vĩ đại người Liên Xô Yuri Gagarin. Thứ ba, trạm vũ trụ quốc tế ISS. Trạm vũ trụ quốc tế ISS được khởi công xây dựng vào năm 1998 và được các nhà nghiên cứu đưa vào sử dụng từ năm 2000. Nhóm phi hành đoàn đầu tiên đặt chân đến trạm vào năm 2000 và kể từ đó họ đã sống tại nơi đây, phục vụ cho công tác nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ. NASA cùng các đối tác từ khắp nơi trên thế giới chính thức hoàn thành toàn bộ việc xây dựng trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2011. Những nhà thiên văn học đã phải nghiên cứu để tìm ra cách sống trong môi trường không trọng lực và xa hơn nữa là hoàn thành nhiệm vụ tương lai đưa con người lên mặt trăng và sao hỏa. Thứ 4. Tàu Apollo 11. Tàu con thoi Apollo 11 đã trở thành sứ mệnh đầu tiên thành công trong việc đưa con người lên mặt trăng. Khi phi hành gia Neil Armstrong đặt chân lên bề mặt của mặt trăng và thốt ra câu nói huyền thoại một bước chân nhỏ của con người, một bước nhảy vọt khổng lồ cho nhân loại, cả thế giới đều kinh ngạc, thậm chí một số người còn hoài nghi và không tin vào kỳ tích. Ngay sau đó, Buzz Aldrin và hai người nữa đã trở thành những người kế tiếp đặt chân lên mặt trăng. Kể từ sau khi sứ mệnh của Apollo 11 thành công, mới chỉ có 10 phi hành gia từng đã đặt chân lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất này. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.